Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Thiên Kiếp Mi, truyền thể thành phim Thủy Long Ngâm của tác giả Đằng Bình. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 69. Sư phụ thật là một người tốt. Phương Bình trai hừ một điệu khúc nhỏ, ngồi câu cá bên dòng suối nhỏ. Nếu như thế gian này không có Chu Nhan, nếu như sư phụ trở thành một mỹ nhân, cuộc sống này có thể tiếp tục mãi, cho đến khi con trai hắn sinh con trai, cháu trai sinh cháu trai. Liễu nhãn trong phòng đốt củi, hắn từ trước đến nay không giỏi loại công việc này, mỗi lần đốt lửa đều gây ra khói dày đặc, làm khói sông đầy nhà, hôm nay cũng không ngoại lệ. Khi Phương Bình Trai câu được con cá thứ tư, hắn cuối cùng đã đốt được củi, phát hiện ra lý do tại sao không đốt được là vì Phương Bình Trai đã vô tình nhét nhánh cây phủ đầy tuyết vào bếp, tuyết tan làm ướt củi vì vậy lửa không cháy mà chỉ tạo ra khói dày đặc. Hắn có chút bực bội, không biết liệu Phương Bình Trai có làm cố ý hay không, nhưng cơn giận nhanh chóng tan biến. Phương Bình Trai đối xử với hắn không tệ, mặc dù hắn chỉ đang học âm sát thuật, nhưng ít nhất đây là người ít khiến hắn phiền lòng nhất. Hơn nữa, dù thường bị hắn chút giận nhưng cũng không bao giờ giận lại. Hắn nhấc nổi lên, bỏ thước đã ngâm tốt xuống, khi đứng bên bếp, hầu hết thời gian hắn đều đờ đẫn khi a thùy bước vào sơn trang nàng nhìn thấy khắp phòng đầy khói trắng phương bình trai vui vẻ câu cá bên dòng suối trong khi khói bếp nửa trắng nửa đen liên tục bay ra từ cửa sổ ống khói và cửa nhà nàng kinh ngạc ngọc đoàn nhi mở to mắt khi các nàng cùng xông vào bếp nhìn thấy liễu nhãn đang nấu cháo hắn không bận tâm lò bếp dưới đáy lửa không cháy mạnh cũng không để ý đến khói đen trắng khắp phòng, đứng bên lò bếp, mắt nhìn nồi gạo sôi sùng sục. Alo, ngươi đang làm gì? Ngọc Đoàn Nhi cười nói, chạy tới kéo tay hắn. Chín chưa, ta đói rồi. Liễu nhãn kinh ngạc, quay đầu lại, thấy A Thủy ôm phụng phụng đứng ở cửa, Ngọc Đoàn Nhi cười với hắn, trong giây lát, hắn không biết nên nói gì. Phụng phụng bị khói sặc ho khan, ngón tay nhỏ chỉ vào liễu nhãn, mắt trợn lên hét xấu xa xấu xa xấu xa xấu. A Thùy không nhịn được cười, để ta làm. Nàng đưa phụng phụng cho Mộc Đoàn Nhi, ôn tồn nói. Các người ra ngoài một chút, chờ cháu xong ta sẽ gọi. Sắc mặt liễu nhán không rõ ràng, ánh mắt lúc thì vui vẻ lúc lại giận dữ, đột nhiên lạnh lùng nói. Đường lệ từ đã phái các người đến đây phải không? Ngọc Đoàn Nhi vui vẻ reo lên. Đúng vậy, ta cứ tưởng hắn là người xấu. Hóa ra hắn lại là người tốt, hắn nhờ dư đại ca đưa chúng ta đến đây. Nàng nhìn nồi cháo đang nấu dở, ngươi đang làm gì, ngươi còn biết nấu ăn sao? Nàng ôm phụng phụng lại gần nồi cháo, phụng phụng không ngừng ho khan, liễu nhãn đột nhiên bỏ cái muỗng xuống, chống gậy đi ra ngoài. Ngọc Đoàn Nhi ngay lập tức đi theo sau hắn, liễu nhãn khập khiễng, nàng một tay ôm phụng phụng, một tay đỡ liễu nhãn, bước đi nhanh nhẹn như chim yến. Họ đi ra ngoài cửa, vào rừng cây. A Thùy lấy củi ẩm ra, múc một ít nước từ chậu và ngâm củi đang bốc khói vào nước. Khói trong phòng bếp giảm đi nhiều. Khi thức dậy, mọi thứ xung quanh dường như đột nhiên trở nên trống trải. Nàng đốt củi lại, đậy nắp nồi, đưa mắt nhìn quanh. Trong phòng bếp không có cải xanh, cũng không có trứng, hành, gừng, chỉ có một chai muối và một bình dầu vắng mắt trên bàn. Muối vương vãi khắp nơi, dầu cũng tràn ra hơn nửa lò bếp nàng đột nhiên cảm thấy ấm áp, có chút buồn cười, nhưng chỉ là hơi nhướng chân mày. Một lát sau, nụ cười ấy hóa thành nỗi đau nhẹ nhẹ, nàng nhớ lại gương mặt của liễu nhãn, từng vinh mặt hất hàm sai khiến tại phong lưu điếm, tự do phóng khoáng và lạnh lùng, hắn từng được vô số thiếu nữ mê đắm kính trọng, với đàn, tiêu, tỷ bà, thơ mới và tranh vẽ của hắn. Hắn từng gần như làm chủ giang hồ. Hôm nay, hắn đã hủy dung tàn phế võ công hoàn toàn biến mất hắn đứng trước lò bếp nấu cháo nhưng không có chút oán hận nhiệt độ ngọn lửa dưới bếp dần lên cao nàng lại cảm nhận được sự ấm áp những kỷ niệm chôn sâu trong lòng dường như cũng theo sự ấm áp này mà dần tan biến hình ảnh liễu nhãn thê lương và cuồng vọng trong trí nhớ dần phai đi đứa trẻ lạnh lùng sâu thẳm trong lòng nàng cũng dần quên lãng hắn so với đường lệ từ còn khiến người khác cảm nhận được ấm áp hơn chỉ là có lẽ trinh hắn cũng không biết điều đó cháo trong nồi sôi sùng sụp nàng mở nắp nồi dùng muỗng khuấy đều phương bình trai mang một sâu cá sống bước vào nàng mỉm cười với hắn phương bình trai cười đáp lại mỹ nhân mỹ nhân a à, hắn tự mình đánh vảy cá ta bắt được bảy con cá sống cá lớn nướng cá nhỏ làm cháo ngươi nghĩ sao a à, thùy cười không tệ còn có thể làm một nồi canh cá phương đại ca để đó ta làm phương bình trai cười hì hì thật ra sư phụ tự mình vào bếp nấu ăn cũng không tệ ta còn nghĩ ngươi thấy hắn trong bếp sẽ vui mừng a à, thùy ngạc nhiên vui mừng phương bình trai cười ha ha đàn bà chẳng phải rất thích xem đàn ông vào bếp sao chứng tỏ người đàn ông này có tình cảm lại kiên nhẫn tình cảm và lãng mạn a à, thùy thất giọng nói Tình cảm và lãng mạn, thật ra ta chưa bao giờ mong đợi đàn ông nên là hình dáng gì. Ha ha, đàn ông mà." Phương Bình trai cười đáp, "Thật ra giống như sư phụ vậy không tệ, là người tốt, không tâm cơ, chỉ tự mình sinh khí, mặc dù thường xuyên muốn nhảy xuống biển, nhưng không dám nhảy vì chuyện cần làm chưa xong." Hắn còn chưa nói hết, A à, Thùy cười, "Phương đại ca luôn sâu sắc." Nàng khẽ thở dài, "Ta từ trước luôn nghĩ Liễu Nhán không tốt." hắn quá tự do phóng khoáng không quan tâm đến suy nghĩ của người khác có lúc như không quan tâm đến sự sống chết của bất kỳ ai hắn chỉ huy những người mặc đồ trắng lúc hồng y dịch sử lạnh lùng như thể những cô gái đó không phải đang liều mạng vì hắn hắn phải là một người thật lạnh lùng và nhẫn tâm nàng dừng lại một chút rồi thấp giọng nói nhưng thật ra hắn không phải ta muốn hắn chỉ là muốn học đường công tử cái cách thao túng quyền lực muốn học sự ác độc của hắn nhưng hắn chỉ là đang hại mình và hại người khác cùng lúc ha ha phương bình trai vòng quanh nàng một nửa vòng nhìn ra cửa người khác bị hắn hại thì chết nhưng chính hắn tự hại mình ngay cả chết cũng không dám hắn chỉ nhẹ nhàng rời đi như vậy a thủy nhìn bóng lưng hắn phương đại ca là một người thần bí dù võ công không phải vô địch thiên hạ nhưng ngọc không hầu và quỷ mẫu đan đều mong hắn có thể gia nhập phong lưu điếm vậy thì vì cái gì Phương Đại Ca rõ ràng đối xử với mọi người ôn nhu, có lẽ hắn có mục đích khác trong nhiều chuyện, nhưng hắn đối với ai cũng không có ác ý. Một người như vậy, tại sao Ngọc Không Hầu và Quỷ Mẫu Đan lại không thể để hắn gia nhập Phong Lưu Điếm? A Thùy yếu một nồi cháo cá, nướng hai con cá, làm thêm một bát canh đầu cá. Dư phụ nhân đưa Ngọc Đoàn Nhi và A Thùy đến gà hợp cốc rồi rời đi, khi hoàng hôn buông xuống, bốn người ngồi quanh bàn gỗ trong bếp ăn cơm. Cá này nếu như không có vảy và không có xương, toàn thân toàn thịt thì tốt. Phương Bình Trai vừa nói vừa ăn cháo cá. Ta thích ăn cá, nhưng lười gỡ xương, giống như ta thích ăn đào nhưng ghét lông của nó. Ngọc Đoàn Nhi nhìn liễu nhán không chớp mắt. Vậy sau này ngươi cưới vợ, để nàng giúp ngươi gỡ xương cá và lột vỏ đào là được. Phương Bình Trai nhướng mày. Ồ, vậy ngươi có sẵn lòng giúp ta gỡ xương cá và lột vỏ đào không? Ngọc Đoàn Nhi trợn mắt nhìn hắn không phương bình trai đặt tay lên ngực mặt đầy thống khổ vậy ngươi có sẵn lòng giúp sư phụ ta gỡ xương cá và lột vỏ đào không ngọc đoàn nhi hừ một tiếng hắn đâu có thích ăn đào phương bình trai chỉ vào mũi ngọc đoàn nhi ngươi nhìn các ngươi nhìn rõ ràng thiên vị đối xử không công bằng sư cô ức hiếp sư chất a thùy không nhịn được khẽ mỉm cười phụng phụng ngồi trong lòng nàng mắt không rời khỏi liễu nhãn nhìn hắn chăm chú như thể Liễu Nhãn là một hình dáng kỳ quái, hoặc là một món đồ chơi mới mà hắn chưa từng chơi. Liễu Nhãn im lặng để hắn nhìn, không cảm thấy ánh mắt của Phụng Phụng khó chịu, có lúc hắn cũng nhìn chăm chú Phụng Phụng, hai người đàn ông một lớn một nhỏ ánh mắt giao nhau, mỗi người có suy nghĩ riêng, không ai biết họ đang nghĩ gì. Ngồi bên cạnh Liễu Nhãn, Ngọc Đoàn Nhi tỏ ra rất vui vẻ, như thể toàn thân đều rực rỡ mới mẻ a thùy từng miếng từng miếng cho phụng phụng ăn cháo cá phụng phụng hai tay nắm chặt tay vịn ghế vì toàn bộ sự chú ý của hắn đều dồn vào liễu nhãn a thùy đút gì hắn liền ăn đó phương bình trai thích thú nhìn phụng phụng đứa trẻ nhỏ này đã lớn thêm chút cặp mắt linh lợi chừng lớn như vậy thật giống như có ý định làm gì đó liễu nhãn ăn cháo cá vô cùng yên lặng hắn không nhìn a thùy ngay cả ngọc đoàn nhi cũng dần dần nhận ra đó là một sự tránh né cố ý nụ cười của nàng dần ảm đạm xuống, ánh mắt của Phương Bình Trai di chuyển qua lại giữa A Thùy và Ngọc Đoàn Nhi, đầy hứng thú. A Thùy Liễu nhãn không nhìn A Thùy, ăn xong một chén cháo cá, đột nhiên nói. Mượn nàng một chút để nói chuyện. A Thùy kinh ngạc, buông chén đũa xuống, liễu nhãn chống gậy, lảo đảo đi ra ngoài. Nàng định mang theo phụng phụng, do dự một chút, rồi đưa phụng phụng cho Phương Bình Trai, đi theo liễu nhãn ra ngoài. Liễu Nhán lào đảo đi tới một rừng cây bên ngoài Sơn Trang, A Thủy lặng lẽ theo sau, nàng không biết Liễu Nhán muốn nói gì với nàng, nhưng rõ ràng không phải về chuyện tình yêu. Trong rừng núi ban đêm rất tối, Liễu Nhán đến dưới một cây đại thụ dựa vào, tư thế mượn lực đó khiến nàng vô thức muốn đưa tay đỡ. Nhưng nàng không đỡ, chỉ lặng lẽ đứng trước mặt hắn, nàng không nên để hắn cảm thấy bất kỳ sự đồng tình nào, người tốt nhất với hắn là Ngọc Đoàn Nhi, không phải A Thủy hắn liễu nhãn mở miệng giọng hơi khàn hắn có đối với ngươi thế nào không a thùy cắn môi ai liễu nhãn nói đường lệ từ đôi môi của a thùy khẽ run hắn đối xử với ta rất tốt liễu nhãn dường như cười lạnh một tiếng nhưng trong bóng tối nghe như tiếng cười khổ thật sao a thùy gật đầu nàng không biết ở chấn cưới gió đêm đường lệ từ bị kích thích những lời hắn nói và làm có tính là đối xử không tốt với nàng không hắn định tổn thương nàng có lẽ hắn thật sự muốn giết nàng nhưng cuối cùng hắn không làm gì cả hắn nói hy vọng nàng cam tâm tình nguyện vì hắn mà chết những lời đó mơ hồ không tính là đối xử tệ với nàng gió đêm thật lạnh liễu nhãn im lặng một lúc lâu nàng không biết hắn có thất vọng với câu hắn đối xử với ta rất tốt hay không hít một hơi thật sâu khi nàng định mở miệng nói muốn rời đi liễu nhãn lại hỏi hắn có khỏe không nàng sững người liễu nhãn hận đường lệ từ rất nhiều nàng biết rất rõ phương bình trai từng nói với nàng liễu nhãn dạy hắn âm sát thuật một nửa là vì muốn hắn đi giết đường lệ từ nhưng mấy tháng không gặp hắn lại có thể ôn hòa nhã nhặn nói về đường lệ từ với nàng thậm chí hỏi hắn có khỏe không là chuyện gì xảy ra hắn rất tốt thật ra nàng không thể phán đoán đường lệ từ có thực sự tốt hay không hắn luôn mang nụ cười ôn hòa nhã nhặn như thể không gì không thể dù có lúc cuồng loạn nhưng những cơn cuồng loạn ngắn ngủi đó cũng không thể coi là không tốt phải không bây giờ hắn đang làm gì liễu nhãn thấp giọng hỏi đến đây giọng nói có phần quan tâm hắn đang chiêu mộ nhân viên ở hào vân sơn đến khi giải dược tinh quỷ cửu tâm hoàn hiện ra hắn sẽ xuất binh bồ đề cốc tiêu diệt phong lưu điếm a à, thùy nói hắn hiện tại rất bận có khi mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi. Thật ra nàng cũng không biết Đường Lệ từ đang làm gì, dù muốn giải thích cũng không biết nói gì. Hắn ăn gì, uống gì, không nghỉ ngơi." Liễu Nhãn đột nhiên nổi giận. "Hắn lại coi mình là thần không chết sao? Lại đang chơi đùa với chính mình, lại đang chơi trò lừa bịp của quan vạn phu sao?" A à, Thùy cắn môi, "Hắn." Nàng ngừng một chút, cuối cùng nói một câu không phải như tượng gỗ cứng rắn. "Hắn rất mệt mỏi." nhưng cố gắng chịu đựng, không nói với ai. Liễu nhãn xe dịch một chút, gương mặt dưới ánh trăng trông rất đáng sợ. Hắn không nói, người sẽ không hỏi sao. Hắn giận dữ nói. Hắn cả đời hiếm khi quan tâm đến người khác, nhưng người lại không quan tâm hắn. A Thùy há hốc miệng. Ta, ta. Nàng thở dài, ôn tồn nói. Chuyện gì xảy ra, người không phải từng rất hận hắn sao? Hơn nữa, Trước đây Liễu Nhãn từng giận dữ vì mối quan hệ mập mờ giữa đường lệ từ và nàng, bây giờ hắn lại trách nàng không đủ quan tâm đến hắn. Liễu Nhãn đấm mạnh vào thân cây, tuyết mỏng trên cành cây rơi xuống đất. Hắn, hắn, hắn nghẹn một câu trong cổ họng rất lâu, mới nói bằng giọng khàn khàn. Hắn không thể ăn đồ có mùi vị, không thể uống rượu, không thể đấu vó, phải nghỉ ngơi thật nhiều. A Thủy hơi chấn động, một dự cảm bất thường bao phủ. Tại sao? bởi vì hắn sắp chết liễu nhãn nói nhỏ lại đấm vào cây bởi vì hắn sắp chết chính hắn hắn lại không biết gió đêm rít lên gió đêm đông lạnh buốt thổi qua a à thủy đôi mắt trong nháy mắt mở to như thể đột nhiên mất đi thần thái hắn có bỏ rượu và kiêng võ không liễu nhãn hỏi nhỏ nàng lắc đầu mơ hồ không biết mình đang nghĩ gì hắn có đơn thân độc mã đi làm chuyện nguy hiểm nào không nàng lại lắc đầu ta không biết, hắn, hắn cả ngày, cả ngày cùng uống rượu với các hiệp sĩ ở Hào Vân Sơn, mọi người đều nghĩ hắn rất tốt, đều rất kính trọng và tin tưởng hắn. Liễu nhãn lạnh lùng nói, hắn đã chôn trái tim của Phương Chu trong bụng mình, tổn hại nội tạng của hắn, chỉ hoãn ba năm dài, đã không thể cứu vãn. Nhìn trước mắt không có sao, đó là vì hắn có thể chất quá tốt, ai cũng. Cũng không ai biết hắn có thể kéo dài đến khi nào. Nàng nghe tin tức kinh hoàng này, trong lòng rất khổ sở nhưng không khóc nổi nàng thường cảm thấy linh hồn mình không biết ở đâu bây giờ cả người trống rỗng ngươi không phải rất hận hắn sao chẳng lẽ ngươi không vui đường công tử sắp chết ngươi nên thỏa mãn tâm nguyện nàng không biết tại sao mình nói những lời này bình thường nàng sẽ không nói như vậy những lời này sẽ làm tổn thương người khác liễu nhãn toàn thân rung lên trông như muốn ngã lần này nàng không nghĩ đến việc đỡ hắn chỉ mơ hồ nhìn hắn ánh mắt không biết rơi vào đâu trước kia ta nghĩ những lời liễu nhãn nói rất mơ hồ hắn thập ác không tha đây là một câu trả lời buồn cười liễu nhãn kẻ tà ma số một của võ lâm oán hận đường lệ từ hiệp nghĩa đứng đầu giang hồ vì cảm thấy đường lệ từ thập ác không tha nhưng a thùy không cười câu trả lời đơn giản này chứa đựng bao nhiêu ân oán phức tạp nàng cũng không muốn biết chỉ là vành mắt đột nhiên đỏ nhưng thực ra hắn chỉ là kiểm soát bản thân quá mạnh hắn muốn bảo vệ người khác nhưng không biết làm thế nào để bảo vệ cho nên hắn khống chế người khác liễu nhãn nói nhỏ hắn muốn bảo vệ người khác vì hắn muốn mọi người quan tâm đến hắn hắn thích mọi người quan tâm đến hắn nhưng hắn hắn luôn làm ngược lại hắn khống chế người khác luôn khiến mọi người sợ hắn hận hắn ghét hắn cho nên hắn không dám để ai biết hắn đang nghĩ gì một khi bị phát hiện hắn liều mạng vì muốn được người khác thích thậm chí liều mạng mà vẫn không được mọi người thích, hắn sẽ xấu hổ mà chết. A Thùy nói nhỏ, cho nên hắn dứt khoát để mọi người ban đầu đều sợ hắn, hận hắn, ghét hắn, như vậy hắn sẽ không thất vọng, cũng không bị tổn thương. Liễu Nhán không đáp. A Thùy thở dài, hắn giống như một đứa trẻ. Liễu Nhán gật đầu, hắn sợ bị người biết, vì hắn chưa từng bị ai hiểu rõ, hắn sợ đến mức không thể chấp nhận. Có lần ta hỏi hắn tại sao phải để người khác hận hắn. Hắn trốn tránh, không trả lời ta. Ta biết, hắn muốn ta cam tâm tình nguyện vì hắn mà chết, ta nói không làm được, ta nói không làm được vì cảm thấy người khác tốt hơn hắn, khi đó dáng vẻ của hắn như, như sống sờ sờ mà phải chết. Nàng run giọng nói, ta không biết hắn không chịu nổi điều đó. Một bàn tay trắng ngọc từ bóng tối dưới cây đưa ra, nắm lấy tay nàng, liễu nhãn rời khỏi cây. Hắn hiếm khi quan tâm đến ai, hắn nói hắn thích ngươi dù thích ngươi nhưng phải hành hạ ngươi nhưng ta hy vọng ta hy vọng ngươi còn kiên nhẫn hy vọng ngươi biết thật ra hắn không quá xấu bàn tay của hắn trong đêm lạnh giá thật ấm áp nàng nhìn thấy mặt hắn gương mặt đáng sợ nhưng đôi mắt kia vẫn rất đẹp vẫn tràn đầy đau thương trong bóng tối ánh mắt hắn thật ôn nhu môi nàng khẽ nhúc nhích ngươi ngươi không phải rất thích ta sao hắn toàn thân rung lên ta đường lệ từ phải chết hắn ngây thơ như vậy hắn không chịu nổi kích thích hắn có nhiều khuyết điểm như vậy sao ngươi không nói hắn có bao nhiêu không tốt rồi nói ngươi muốn ta đối tốt với ngươi chứ nàng run rẩy bắt đầu không kìm được ngươi đánh ta mắng ta cường bạo ta rồi xem thường ta nhưng thời gian chúng ta ở bên nhau nhiều hơn ta và đường lệ từ chúng ta từng thân mật như vậy như vợ chồng sao ngươi không nói muốn ta yêu ngươi sao ngươi không nói muốn ở cùng ta ngươi có biết không chúng ta chúng ta từng có một đứa trẻ nhưng hắn, hắn chết trong một thủy lao, ta không nói ra, nhưng ta không thể quên. Ngươi biết khi ngươi đánh ta, mắng ta, cường bạo ta rồi xem thường ta, ta đau khổ thế nào không? Ngươi biết cảm giác của ta khi mất đứa trẻ trong thủy lao, sống không bằng chết không? Ta không hận ngươi, ta biết ngươi đối xử với ta như vậy là vì ngươi rất muốn tốt với ta nhưng không dám, ta biết ngươi cũng rất đau khổ, trên đời này có nhiều chuyện bất đắc dĩ, không chỉ có ta là người bất hạnh nhưng ngươi ngươi bây giờ bảo ta yêu đường lệ từ nếu ngươi căn bản không muốn ta tại sao phải hành hạ ta nước mắt nàng chảy xuống lướt qua gò má lạnh buốt ta không muốn yêu đường lệ từ ta không muốn thật ra ta không muốn biết hắn ta chỉ muốn càng xa hắn càng tốt không muốn nghe giọng hắn không muốn nhìn thấy hắn hắn chết cũng tốt hắn giàu có huy hoàng cũng tốt liên quan gì đến ta mọi người cũng bảo ta phải đối xử tốt với hắn thậm chí ta cũng tự nhủ vậy vì hắn là người quan trọng vì hắn liên quan đến sự an nguy của giang hồ vì hắn đối xử tốt với ta cứu ta và cứu phụng phụng hắn cho ta tất cả mọi thứ trên đời này nên ta không thể làm hắn thất vọng ta sẽ tốt với hắn ta phải làm cho hắn vui và hài lòng nhưng có ai nghĩ đến ta nghĩ đến hậu quả của việc yêu hắn là gì ta ta chưa bao giờ dám yêu hắn ta đã tốn bao nhiêu tinh thần bao nhiêu thời gian để nghĩ làm sao không làm tổn thương hắn các ngươi có biết không nước mắt nàng từ lạnh trở nên nóng bỏng yêu hắn rất dễ dàng, nhưng không thể yêu hắn, hắn là một địa ngục. Là một địa ngục khiến người ta cam tâm tình nguyện chết vì hắn. Liễu nhán đứng bất động như một bức tượng gỗ, như thể không nhúc nhích được. A Thủy lảo đảo bước lên hai bước, mau cứu ta, ta không muốn yêu đường lệ từ, thật không muốn. Người nói người muốn ta, ta sẽ theo ngươi, ta sẽ không phản bội ngươi, sẽ chăm sóc ngươi cả đời, được không? Lời nàng chưa dứt, liền bị đôi tay nóng bỏng ôm chặt. Liễu nhán ôm nàng vào lòng, hơi thở nóng bỏng chạm vào mặt nàng, hắn dường như muốn hôn nàng, nhưng nghĩ đến dung mạo hiện tại của mình, cuối cùng không hôn, chỉ gắt gao ôm nàng. Nàng tuyệt vọng để hắn ôm, bây giờ nàng không cần mặt mũi và tôn nghiêm, thậm chí không nghĩ đến Ngọc Đoàn Nhi, chỉ muốn một người có thể thu nhận linh hồn phản bội của nàng. Hắn toàn thân rất nóng, sau một hồi lâu, liễu nhán khàn giọng nói. Chuyện trước kia, ta thật xin lỗi ngươi. Nàng lắc đầu, nàng không cần lời xin lỗi, nàng chỉ muốn dùng những đau khổ kia để đổi lấy một nơi an lành, nơi không có đường lệ từ. Liễu nhán ngừng lại, nói tiếp, bây giờ, chỉ cần không phải đường lệ từ, ai muốn ngươi, ngươi cũng. Chấp nhận, nàng đột nhiên từ đầu đến chân trở nên lạnh như băng, trong nháy mắt ngay cả hơi thở cũng dường như biến mất. Hắn vẫn nói, còn nàng mong sao thời gian dừng lại hoặc chảy ngược, để hắn không nói thêm gì nữa. Liễu Nhãn khàn giọng nói: "Ta không phải không muốn ngươi, ta thề, ta yêu ngươi hơn hắn, ta thậm chí không biết hắn có thật sự yêu ngươi không, nhưng ta rõ hơn ngươi trong lòng ngươi, trong lòng ngươi thật ra đã sớm." Hắn dừng lại một chút, đổi câu: "Nếu ta bây giờ nói muốn ngươi, ngươi có thể quay về, dù hắn sắp chết ta cũng không buông tay để ngươi đi. Nhưng không phải vậy, căn bản không phải vậy, bất kể ai nói muốn ngươi, bất kể ngươi đi theo ai, ngươi sẽ yêu người khác sao?" Ngươi chú ý đến hắn, quan tâm đến hắn, cả ngày nghĩ về hắn, nhưng ngươi lại không thừa nhận. Hắn thở sâu, ngươi yêu hắn, hắn sắp chết, nên ta hy vọng ngươi có thể đối tốt với hắn và chính mình, dối gạt mình và người khác. Dối gạt mình và người khác không thể làm ngươi hạnh phúc. Ba. Một tiếng, nàng đầy liễu nhãn ngã xuống đất, mặt tái nhợt như chết. Ngươi sai rồi, ngươi sai rồi, ngươi sai rồi, ngươi sai rồi. Ta yêu phó chủ mai, không phải đường lệ từ. Liễu nhãn ngã xuống đất, cùi trò đụng ra máu tươi. Ngươi có biết bây giờ ngươi trông như thế nào không? Nàng đứng trong gió đêm lạnh buốt run rẩy, mặt đầy kinh hoàng và thất thần, nghe vậy không kìm được đưa tay sờ mặt. Liễu nhãn lạnh lùng nhìn nàng, nàng tuyệt vọng và cuồng loạn nhìn liễu nhãn, dù bị cường bạo đêm đó, nàng cũng không có ánh mắt như vậy. Đêm hôm đó, liễu nhãn và A Thủy chưa về, Phương Bình Trai đã đi ngủ sớm còn ngọc đoàn nhi ngồi chờ trước bàn suốt đêm đến khi trời sáng khi trời sáng chỉ có mình liễu nhãn chống gậy lảo đảo trở về ngọc đoàn nhi mắt ngái ngủ nhìn thấy liễu nhãn trở lại mắt sáng lên rồi ngay lập tức nổi giận ngươi đi đâu cả đêm không về liễu nhãn không trả lời chống gậy bước vào trong ngọc đoàn nhi nắm lấy hắn sao không nói gì a à, thùy đê Ú, ngươi để nàng đi đâu nàng không muốn về ta làm sao mà để ý đến nàng Liễu nhãn lạnh lùng nói. Buông tay. Ngọc Đoàn Nhi ngơ ngác, liễu nhãn tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Thế nào, người giận sao, giận cái gì? Liễu nhãn phẫn nộ quát. Buông tay. Hắn mạnh mẽ đẩy Ngọc Đoàn Nhi ra, lảo đảo suýt ngã. Ngọc Đoàn Nhi không suy nghĩ nhiều, đưa tay đỡ nhưng lại bị hắn đẩy ra lần nữa, lảo đảo bước vào phòng thuốc. Trên đất có máu, nàng ngơ ngác nhìn vết máu, hắn bị thương, có phải do A Thủy đánh không? nàng lắc đầu mạnh không thể nào a à, thùy không thể đánh liễu nhãn nàng tốt như vậy thấy liễu nhãn đóng cửa phòng thuốc nàng bản năng đi theo đẩy cửa nhìn xem hắn làm gì hắn chẳng làm gì cả chỉ ngồi trên ghế đối mặt với các lọ thuốc và nước thuốc ngần người không nói gì nàng lặng lẽ bước vào núp sau ghế của hắn liễu nhãn không biết là thật sự không biết hay không muốn để ý đến nàng không nhúc nhích nàng ngồi sau ghế của hắn cẩn thận lắng nghe động tĩnh của hắn nhưng dù rất lâu sau liễu nhãn cũng không nói một lời không động đậy một món tay hắn giống như đã chết sắc trời dần sáng nàng người mùi kỳ lạ trong phòng thuốc đầu dần trở nên choáng váng hắn ngồi cả ngày ở đây chắc chắn rất khó chịu không biết bao lâu trôi qua bụng nàng đói đến kêu lên cuối cùng không nhịn được hỏi ngươi đang nghĩ gì có đói không ta đói rồi hắn vẫn không trả lời. Ngọc Đoàn Nhi bắt đầu tự nói, ngươi và A Thùy gây gỗ à, chắc chắn là do ngươi, A Thùy tốt như vậy sẽ không gây gỗ với ai. Nếu muốn nàng nghe lời ngươi, phải đối xử tốt với nàng, đừng hung dữ, kỳ quặc mà muốn người ta chủ động. Nếu ngươi hối hận, ta có thể giúp ngươi gọi nàng về. Nàng đầy ghế của hắn, giống như cún con lấy lòng chủ. Sau này có chuyện gì ngươi phải nói cho ta biết? Im miệng. Liễu nhán giọng phiền muộn lạnh như băng. Đầy khí lạnh, Ngọc Đoàn Nhi ngẩn người, nàng không biết an ủi ai, nhận lại sự đối đãi như vậy, dần giữ đẩy ghế của hắn mạnh. "Đúng." Một tiếng, Liễu Nhãn ngã xuống đất, nàng lập tức hối hận, chạy tới đỡ hắn lên. Vết thương trên tay hắn lại chảy máu, Ngọc Đoàn Nhi dùng tay áo ngăn chặn vết thương. "Alo, alo?" Liễu Nhãn đẩy tay nàng ra, nằm ngửa trên đất, trợn mắt nhìn trần nhà. Ngọc Đoàn Nhi đẩy ngã hắn nhưng hắn không tức giận sự tích tụ ấm ức cũng theo máu chảy ra mà tan biến khiến hắn cảm thấy sảng khoái a lô ngọc đoàn nhi ngồi bên cạnh hắn hắn nhìn trần nhà rất lâu đột nhiên nói ta đang nghĩ làm sao để giải dược có thể dùng được vào ngày mai hoặc là ngày mốt hoặc là ngày kia ngọc đoàn nhi sờ chán hắn vậy ngươi nhanh lên ngươi cũng có thể cứu mạng ta làm giải dược này chắc cũng nhanh liễu nhãn nghe mà không để ý lẩm bẩm nói muốn cho a lệ có thể sớm xuất binh muốn giải dược lập tức có hiệu lực ta hắn mờ mịt nhìn trần nhà ta không biết nên làm sao đây là lần đầu tiên từ khi trở thành liễu nhãn hắn nói ra ta không biết nên làm sao sự mơ hồ này tồn tại rất lâu trong lòng hắn sau khi nói ra tựa như cảm thấy nhẹ nhõm hơn ngọc đoàn nhi sờ đầu hắn rất khó sao rất khó liễu nhãn sâu kín nói gần như không thể ta đã phối nhiều loại thuốc nhưng hắn lắc đầu lại lắc đầu cuối cùng ôm đầu mình nhưng nếu uống tiếp có lẽ sẽ điên có lẽ sẽ chết có lẽ sẽ biến thành người không có cảm giác ngọc đoàn nhi tiếp tục sờ đầu hắn đừng buồn phiền luôn có cách liễu nhãn cười nhạt cách gì ngươi thử thuốc sao ngọc đoàn nhi mở to mắt à nàng do dự một lúc lâu nếu ta chết ngươi có buồn không liễu nhãn quay đầu lại ta không biết ngọc đoàn nhi thở dài nhưng nếu không có người thử thuốc, người không làm được giải dược đúng không? Liễu Nhãn im lặng, không trả lời nhưng thừa nhận. Được rồi, ta thử thuốc cho ngươi." Ngọc Đoàn Nhi thấp giọng nói. "Vậy, vậy, vậy nếu ta chết, ngươi phải nhớ ta." Liễu Nhãn vẫn không đáp, một lát sau, hắn nói. "Nếu ngươi chết, mẹ ngươi sẽ rất buồn." Ngọc Đoàn Nhi gật đầu. "Nhưng mẹ ta đã chết từ lâu rồi." "Đứa ngốc." Liễu Nhãn thản nhiên nói, hắn nâng tay nắm lấy tay nàng xoa xoa tay ngọc đoàn nhi không nhỏ nhắn từ nhỏ đến lớn trong rừng săn bắn dù trắng như tuyết đẹp mắt nhưng không mềm mại hắn cầm xem một chút mặt ngọc đoàn nhi đỏ lên lòng bàn tay nóng bừng muốn rút lại nhưng không dám cũng không bỏ được liễu nhãn nhìn một lúc buông tay nàng ra ta đói ngọc đoàn nhi cười ta đi tìm đồ ăn ngươi chờ ngươi chờ nàng bế liễu nhãn lên đặt lại trên ghế vui vẻ đi liễu nhãn nhìn những lọ thuốc trên bàn nàng thật sự là một đứa ngốc giống hắn mặt mày dữ tợn tàn nhẫn xấu xí có gì đáng để mê luyến lại cam tâm tình nguyện chết vì hắn hắn lạnh lùng cười nếu hắn khoe với a lệ về nàng cam tâm tình nguyện chết vì hắn a lệ chắc chắn sẽ tức điên hắn cố gắng như vậy nhưng tất cả những người yêu hắn đều sợ hắn không ai thật lòng tin tưởng hắn là người tốt a à, thùy ngồi bên con suối nhỏ nước suối lạnh ánh lên mặt nàng, nàng không nghĩ gì, mong muốn có thể như vậy không nghĩ gì, cho đến khi không còn biết gì. Trời đông giá rét, đêm qua gió to, trên người nàng kết một lớp xương, mồi tím tái, nhưng nàng không nhận ra, chỉ ngồi bên suối. Một chiếc áo rơi trên vai nàng, nàng không nhúc nhích. Phương Bình Trai ngồi bên cạnh. Ta đã nói rồi, con sông này rất cạn, nhảy xuống chỉ đập đầu chảy máu, không chết được, càng không thể chết đuối. Ngươi ngồi đây suy nghĩ tại sao nó cạn Tại sao trời không tạo ra ránh sâu Tại sao không có rắn độc hay thu giữ những điều đó rất thâm sâu thâm sâu đến mức người nghĩ đến chết cũng không có câu trả lời có lẽ người đang nghĩ tại sao không thể nhảy sông Tại sao không có tuyết rơi nhiều để chết rét Đó cũng là một điều thâm sâu thâm sâu đến mức người nghĩ đến chết cũng không có câu trả lời A à, Thùy khẽ cười ta không nghĩ gì thật không nghĩ gì vậy ngươi là cái xác biết đi là cương thi, yêu quái người không thể nào thật sự không nghĩ gì chỉ giả vờ quên sau khi nghĩ nhiều dối mình lừa người thôi phương bình trai đặt áo lên vai a thùy ấm áp làm nàng khẽ run sư phụ nói gì với ngươi làm ngươi thành ra thế này không có gì nàng gặp được phương bình trai có lẽ phương bình trai nói đúng một chút nhưng khi nàng há miệng ra chỉ có thể mỉm cười y phục này hãy mặc lên nàng nghe lời mặc vào chiếc áo khoác bông đây là áo của đường lệ từ để lại tại gà hợp sơn trang hắn giữ rất cẩn thận có cả đồ của nữ nam thậm chí là của trẻ con chiếc áo khoác thêu hoa mai và trúc một hình thêu nàng rất thích màu áo là màu tím nhạt cũng là màu nàng ưa chuộng sau khi mặc quần áo chỉnh tề nàng đứng dậy vẻ mặt nàng vẫn bình thản như thường phương bình trai cũng đứng lên cười ha ha ta nói đường lệ từ thật là thần cơ diệu toán nhìn bộ quần áo này từ vai rộng, eo thon, chiều dài và màu sắc thật giống như được làm riêng cho nàng. hay là hắn hiểu rất rõ về đàn bà, khí chất, dung mạo, vóc dáng và tính tình của nàng. nàng lại khẽ mỉm cười, nụ cười ôn nhã nhưng ẩn chứa sự bối rối sâu sắc. đường công tử xưa nay thần cơ diệu toán, ha ha, gần trưa rồi, ta đói. a thủy cô nương không biết có hứng thú trổ tài một chút không? Hóa ra Phương Bình trai đến tìm nàng từ xa chỉ vì không có ai nấu cơm. Nàng giơ tay vuốt nhẹ tóc, bất ngờ nhận ra tay mình đã đóng băng. Khi ngón tay chạm vào băng lạnh nhưng không cảm thấy lạnh, nàng mới biết ngón tay đã tê liệt từ lâu. Nàng không kìm được, lại mỉm cười, người đã đông đến thế này, tại sao vẫn còn tỉnh táo, tại sao vẫn muốn tiếp tục sống, tại sao vẫn chưa chết. Nàng từng bước từng bước trở về gà hợp sơn trang. Ngọc Đoàn Nhi với nụ cười rực rỡ từ trong cửa chạy ra, nói buổi trưa muốn ăn măng tre xào gà. Nàng đã bắt một con gà rừng, rất béo và khỏe. Dư phụ nhân trở lại Hảo Vân Sơn. Phái Nga Mi đã tiến vào phù liên cư, nghe nói đêm đó đường lệ từ chủ trì tiệc yến, khiến cho văn tú sư thái và các nữ đệ tử phái Nga Mi vô cùng hài lòng. Trong lúc yến tiệc diễn ra, mọi nhu cầu của phái Nga Mi đều đã được chuẩn bị đầy đủ khiến văn tú sư thái không ngớt lời khen ngợi. Sau vài ngày, đường lệ từ cùng mọi người thảo luận về các phương pháp kết hợp, sau đó chia hơn 700 người của Hảo Vân Sơn thành các đội để luyện tập. Mọi người đều phân công hợp tác dựa trên sở trường của mình, năng lực tác chiến tiến bộ rõ rệt. Mặc dù đường lệ từ không đề cập đến xào huyệt của phong lưu điếm ở đâu, nhưng ai cũng biết hắn đã rõ ràng trong lòng. Mỗi ngày ở Hảo Vân Sơn đều có món ngon, lúc nào cũng luyện tập, trên núi có nhiều cao thủ, họ liên tục chỉ dạy cho người khác. Không ít người mừng rỡ như điên, nhiều vấn đề khó khăn không hiểu được trong nhiều năm cuối cùng cũng được giải quyết, võ công ngày càng tiến bộ. Tinh thần nâng cao, lòng tin gia tăng, mạnh khinh lôi bận rộn càng thêm phấn khởi, ngay cả trên mặt thành ôn bào cũng có chút hòa hoãn. Dư phụ nhân mấy ngày liền không thấy bóng dáng đường lệ từ, nghe nói hắn đang đi theo các vị trưởng môn. Sau bốn ngày, Hắn mới thấy đường lệ từ trong bữa tiệc rượu chào đón trưởng môn phái Tung Sơn. Hắn nhìn vẫn sắc mặt tươi tắn, sau khi uống rượu mặt đỏ ửng, muốn say nhưng không say. Giờ đây, không ai ở Hảo Vân Sơn không biết đường công tử có vẻ ngoài ưa nhìn nhưng ngàn ly không say. Luôn có người muốn thử sức, muốn so tiểu lượng với hắn. Trưởng môn phái Tung Sơn, tấm hòa mực, tự nghĩ rằng mình bình thường có thể uống hơn 50 cân rượu ngon chẳng lẽ không thể uống thắng chàng thanh niên có tướng mạo văn tú này hắn trước sau luôn bất bình phái tung sơn mặc dù có bí kỹ nhưng vì thiếu lâm tự nằm ở tung sơn nên trong chốn võ lâm ít ai nhắc đến phái tung sơn mọi người nhắc đến tung sơn đều nói tung sơn thiếu lâm tử chưa từng nghe đến phái tung sơn vì vậy lần này trung nguyên kiếm hội muốn đánh phong lưu điếm hắn phong trần đến tham gia chỉ mong ở đại chiến giành danh tiếng áp đảo thiếu lâm làm cho phái tung sơn nổi danh. Khi lên đến núi, thấy đường lệ từ thanh nhã như vậy, trong lòng hắn khinh thường, nghĩ rằng mấy trăm anh hào trên núi lại nghe lệnh của một công tử như vậy, thật là mất mặt. Đường lệ từ mời hắn dự tiệc, hắn vỗ bàn một cái đồng ý, sau đó quyết định muốn cùng rượu. Hôm nay bữa tiệc dành cho phái tung sơn, sắp đặt 33 chỗ ngồi, đường lệ từ, mạnh khinh lôi, thành ôn bào, dư phụ nhân và đồng hồ bút đều tham gia người của phái Tung Sơn tuy không nhiều, nhưng Trung Nguyên Kiếm Hội tiếp đãi ai cũng xem như đồng nghiệp, tất cả đều gặp nhau. Tấm hòa mực tự cảm thấy giá trị bản thân tăng lên, vẻ đắc ý hiện rõ trên mặt. Sau ba tuần rượu, Mạnh khinh lôi mời mọi người tùy ý, khi mọi người chuẩn bị ăn uống, tấm hòa mực đột nhiên nói. Nghe nói đường công tử tử lượng kinh người, trương mỗ từ nhỏ đã thích rượu ngon. Gặp người tử lượng cao mà không thể so sánh thì toàn thân không thoải mái đường công tử tử lượng cao, không biết trương mỗ có may mắn được ganh đua không? Nghe vậy, nhóm của mạnh khinh lôi liếc mắt nhìn nhau. Đường lệ từ gần đây đã uống quá nhiều rượu, đội ngũ trên núi đông đảo, việc xử lý nước uống và rác thải cũng đòi hỏi sự chú ý kỹ lưỡng. Nhiều phái có thù oán, cần hắn chu toàn. Tình hình hiện tại ở Hào Vân Sơn không biết đã tiêu tốn bao nhiêu tâm huyết và sức lực của hắn, người đã rất mệt mỏi, thực sự không thích hợp để uống nhiều rượu. Mạnh khinh lôi cười ha hả nói trước. Đường công tử có chuyện quan trọng khác, không thích hợp uống nhiều, nếu Trương Huynh muốn uống rượu, tại hạ xin phụng bồi. Tấm hòa mực cười hắc hắc, nếu vậy, cung kính không bằng tuân lệnh. Hắn vỗ vào vò rượu bên cạnh, đây không phải là rượu mạnh. Đổi, thanh xà say, thôi. Thanh xà say là một loại rượu thuốc, trong rượu mạnh ngâm rắn độc, nọc độc của rắn hòa vào rượu, so với rượu mạnh thông thường thì kích thích hơn nhiều. Nhiều người uống thanh xà say để cường thân kiện thể, chỉ uống một ly nhỏ. Tấm hòa mực thì quanh năm uống quen, đặc biệt yêu thích hương vị đặc biệt đó. Mạnh khinh lôi nhíu mày, thanh xà say là loại rượu mạnh trong rượu mạnh, uống nhiều, nọc độc trong rượu cũng sẽ gây tổn hại. Nhưng tấm hòa mực đã đưa ra, há có thể từ chối. Ngay lập tức, đồng tử mang vào 10 vò thanh xà say, đặt cạnh hai người. Đường lệ từ khẽ mỉm cười, không hề ngăn cản. Tấm hòa mực mở một vò rượu, rót một chén thanh xà say, đứng lên nói. Hôm nay có duyên gặp nhau, cùng vì giang hồ thịnh sự, ngày sau đồng sanh cộng tử chính là anh em. Ta trước kính, lập tức, hắn uống cạn một chén rượu, len keng búng tay vào miệng chén. Mạnh khinh lôi cũng đứng lên, kính mọi người một lượt, rồi uống cạn một chén thanh xà say. Thật ra, hắn chưa bao giờ uống loại rượu thuốc này, vào miệng cảm thấy vừa đắng vừa cay còn có mùi vị lạ, suýt nữa thì phun ra ngoài. Tấm hòa mực cười ha hả Loại rượu này rất mạnh, nhưng uống nhiều sẽ cường thân kiện thể, thật ra vô cùng hữu ích. Mạnh đại hiệp chắc chưa từng uống qua. Mạnh khinh lôi ho khan một tiếng. Mùi vị thật sự kỳ lạ. Dư phụ nhân cười khổ, mạnh khinh lôi không giỏi uống rượu, nhìn dáng điệu của tấm hòa mực, chỉ sợ hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tử lượng của mình lại không cao, thành ôn bào hầu như từ trước đến giờ không dính giọt rượu nào, ngoại trừ lần Hào Vân Sơn thịnh hội này, thỉnh thoảng bồi uống vài ly. Đồng hồ bút tuổi tác đã cao, hôm nay nếu để tấm hòa mực tiếp tục, ngày sau hắn sẽ vênh váo không chịu quản thúc. Tấm hòa mực lại rót một chén rượu, ly rượu này, kính mạnh đại hiệp, chúng ta mới gặp mà như đã quen từ lâu. Hy vọng mạnh đại hiệp ngày sau vì giang hồ lập công danh, dương danh vạn dặm. Hắn lại uống cạn, mạnh khinh lôi chỉ đành uống thêm một chén mùi vị của rượu này thật sự kỳ quái hai chén xuống bụng hắn đã cảm thấy choáng váng trong lòng âm thầm kinh hãi tấm hòa mực nhìn thấy gõ chén một cái mạnh đại hiệp không quen uống thanh xà say không bằng đổi nữ nhi hồng tài hạ sẽ lấy rượu rắn thay trà kính các vị hắn nói kính các vị không phải một chén cho một bàn mà là một người một chén từng cái kính qua chờ hắn uống xong một vòng, đã hơn 30 chén, mặt không đổi sắc. Mạnh khinh lôi cầm chén cười khổ, hắn vốn không phải là người vinh váo hung hăng, gặp tấm hòa mực hùng hổ như vậy, thật sự không biết phải làm sao, nếu muốn đổi rượu, sẽ mất mặt, huống chi hơn 30 chén nữ nhi hồng hắn cũng không uống nổi. Đang lúc không biết làm sao, một bàn tay trắng như tuyết dịu dàng đưa tới, nhận lấy chén rượu trong tay hắn. Mạnh khinh lôi càng cười khổ, thở dài, nhận lại chén rượu, người khẽ mỉm cười. Đường mỗ trước cùng trương trưởng môn uống mấy ly, không quen uống thanh xà say, sau đó cùng trương trưởng môn thưởng thức, bích huyết. Tấm hòa mực âm thầm kinh ngạc, bích huyết là loại rượu quý giá, đắt như vàng, hắn đã nghe danh từ lâu nhưng chưa bao giờ uống. Đường lệ từ một câu nói vừa giữ thể diện lại không để lộ chút sơ hở. Hắn nhìn đường lệ từ nhấc lên một vò thanh xà say, bên cạnh đồng tử tinh quái mang từng chén không đến đường lệ từ nghiêng vò rượu rót từng chén một đồng tử quan sát sắc mặt hắn không dám dừng tay đến khi rót hơn ba mươi chén đường lệ từ mới dừng tay mọi người hoảng sợ nhìn hắn không phải vì công phu nghiêng vò rót chén của hắn mà là vì một công tử thanh nhã như vậy lại muốn uống hơn ba mươi chén thanh xà say những rượu này đổ chung lại có chừng hai vò tấm hòa mực vóc người to lớn như thùng rượu thì không sao, nhưng đường lệ từ thanh nhã tuyệt vời, làm sao uống nổi. Phái tung sơn phóng khoáng như gió, đường mỗ trước kính chư vị một ly rượu, cảm tạ các vị từ xa tới khổ cực. Đường lệ từ nhấc chén rượu của mạnh khinh lôi, kính tấm hòa mực trước, khẽ mỉm cười, uống một hơi cạn sạch. Hắn uống rượu, sắc mặt đã đỏ gay như say, tấm hòa mực khinh miệt trong lòng, nhưng lại thấy hắn bình thản, một người một người uống vào, hết một vòng, vừa đủ 37 chén. Trên bàn bày 37 chén không, sắc mặt hắn như khi uống chén đầu tiên, không thay đổi gì, ánh mắt vẫn thanh tịnh. Một ly khác, đường mỗ thay mặt giang hồ chúng sanh kính chư vị, kính phái tung sơn nguyện vì giang hồ chúng sanh vào nơi dầu sôi lửa bỏng, không tiếc sinh, không sợ chết. Hắn lại nhấc vò rượu, rót đầy 37 chén, kính tấm hòa mực một lần nữa. Như cũ một chén một chén uống vào. Tấm hòa mực uống một chén rượu, mọi người yên lặng như tờ, nhìn đường lệ từ uống tiếp đến bát thứ 37. Những người của phái tung Sơn Hoàng sợ nhìn đường lệ từ, cố gắng uống cạn chén rượu của mình. Một số người đã sắp nôn ra, nhưng đường lệ từ vẫn giữ nguyên dáng vẻ, không thay đổi chút nào. Uống nhiều rượu như vậy, thật không biết hắn chứa trong cơ thể chỗ nào. Tấm hòa mực cầm lấy chén rượu của mình, vốn định nói gì đó. Nhưng như mọi lời mời rượu đã bị đường lệ từ nói hết rồi, đành tự rót tự uống, một chén lại một chén. Uống đến hai mươi mấy chén, hắn ném chén rượu xuống đất, cười ha ha. Đường công tử quả nhiên tử lượng cao, tại hạ xin chịu thua, có thể uống hết bốn vò thanh xà này, tại hạ lần đầu tiên mới thấy. Thua thật, trung nguyên kiếm hội quả nhiên nhân tài đông đúc, ngay cả rượu cũng vô song, mời dùng bữa. Đường lệ từ khẽ mỉm cười, Gia hiệu đồng tử thu dọn những chén không, cầm đũa, an tĩnh dùng bữa. Mạnh khinh lôi và một số người thở phào, không khí tiệc rượu lập tức nhẹ nhàng hơn. Mọi người bắt đầu nói chuyện nhỏ về phong lưu điếm. Đường lệ từ dù uống nhiều rượu như vậy nhưng vẫn nói chuyện ôn nhã, tỉnh táo lý trí, không có chút men say. Tấm hòa mực là lão tướng trong giới tử quốc, nhưng cũng ít khi thấy ai uống nhiều rượu như vậy mà vẫn như bình thường, trong lòng không khỏi bội phục. Sự ngạo khí kia bất giác tiêu tan nhiều, thầm nghĩ Đường Lệ từ quả nhiên tài giỏi. Đến canh hai, tiệc rượu cuối cùng cũng tan, sau khi người của phái Tung Sơn đã tản đi, dư phụ nhân cuối cùng có cơ hội nói chuyện với Đường Lệ từ. "Lệ từ, mời ngài đi một bước nói chuyện." Mạnh Khinh Lôi và Thành Ôn Bảo có chuyện quan trọng khác, gật đầu với hắn một cái rồi cùng nhau rời đi, Đồng Hồ Bút cười hì hì. Người trẻ tuổi chính là khí thịnh, uống rượu còn nhiều hơn nước. Khi người già sẽ biết rượu ngon là phải chết bệnh, sau này uống ít lại thì tốt hơn. Đường lệ từ mỉm cười cảm ơn, đồng hồ bút tự đi về phía tây, dư phụ nhân thấy xung quanh vắng lặng, liền nói. A Thủy Đu Nương cùng Ngọc Đoàn Nhi đã được đưa đến gà hợp Sơn Trang, trên đường Bình An, ngài có thể yên tâm. Yên tâm đi. Đường lệ từ cười nhạt. Hắn có lẽ không hoan nghênh, nhưng hắn sẽ an tâm. Hắn nhìn một chút bàn thức ăn đầy. Trên núi đội ngũ đông đảo, Phong lưu điếm không thể nào không nghe được tin tức, nếu như ta đoán không sai, rất nhanh. Sẽ có biến cố. Dư phụ nhân ngạc nhiên. Biến cố gì? Có người, sắp trở lại. Đường lệ từ đứng quá gần với dư phụ nhân, khiến dư phụ nhân cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn khi nói chuyện, giống như muốn hút hồn vậy. Đào cô nương ép. Hắn cũng mơ hồ nhớ lại tình nhân và bạn gái của mình, sắt lâm, bích dai, y lệ toa bạch vân vân kết quả là có bao nhiêu người ngay cả hắn cũng không đếm hết khi đó ngoài phó chủ mai ai cũng sống cuộc đời loạn lạc như một đống rơm cuồng vọng thỏa thích chán trường mê đắm trong thanh sắc làm sao ai có thể hiểu được chứ trên thế giới này điều bị cấm đoán chính là đạo đức nhưng cuộc đời của hắn từ trước đến nay chỉ có thỏa thích thanh sắc kim tiền quyền lực danh vọng phụ nữ xe sang rượu ngon nước hoa tuấn mã hoàng kim châu báu làm sao khi say cảm thấy mình dơ bẩn đến vậy nhuộm đầy màu sắc kỳ quái dù có mỉm cười trước gương thế nào cũng không tìm được nửa điểm cảm giác giống như một con yêu quái vẽ ra hắn cười nhạt nhức đầu như muốn nứt ra cảm giác phóng túng thật tốt không cần phải giả vờ trước mặt ai như không có chuyện gì xảy ra không cần lo lắng quá khứ hay tương lai không cần cố gắng làm xong việc hay làm chuyện xấu chỉ tiếc không có ai bầu bạn bầu bạn với hắn là chuyện rất đáng sợ Hắn thừa nhận mình sẽ hành hạ người ta đến chết, khi mất kiểm soát hắn không biết nặng nhẹ, hơn nữa hắn từ trước đến giờ không quan tâm hậu quả. Người muốn bầu bạn với hắn rất nhiều, người dám bầu bạn với hắn rất ít, người chân thành bầu bạn với hắn không có, mọi người đều rời bỏ hắn, bởi vì hắn chính là một con yêu quái vẽ ra. Đụng, một tiếng rên, hắn biết mình đụng phải thứ gì, mi mắt khép lại, lười suy nghĩ, cứ như vậy ngủ thật say. Gà hợp trong cốc lò lửa trong dược phòng mỗi ngày đều đốt không ai biết liễu nhãn bên trong làm gì đường lệ từ trong sơn trang có nhiều dược thảo một số trái cây và nhánh cây hình dáng kỳ lạ liễu nhãn dùng những thứ đó trong dược phòng nghiên cứu lúc thì khói đen lúc thì khói xanh thỉnh thoảng còn có tiếng nổ những ngày đó ngọc đoàn nhi rất vui vẻ lúc thì bắt gà rừng trong rừng cây lúc thì câu cá bên dòng suối có ngày tuyết rơi nhiều nàng tự mình chất người tuyết chơi rất vui vẻ có lúc tìm được vật kỳ lạ trong rừng tuyết cũng mang về cho Liễu Nhãn xem. Nàng giống như một đứa trẻ vui vẻ, như muốn chơi tất cả những thứ chưa từng chơi trong đời, mỗi sáng sớm đều thấy nàng trang điểm trước gương, chọn bộ quần áo nàng thích nhất trong Gà Hợp Sơn Trang, trang điểm xong xuôi, mặc đẹp mới ra gặp người. Vì nàng tinh thần phấn chấn, tâm trạng tốt, cả người nàng dường như trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều, trong Sơn Trang cả ngày đều tràn ngập ngây thơ lãng mạn giống như mùa xuân vậy a à thùy mê theo phụng phụng rất ít khi ra ngoài phụng phụng bắt đầu biết bò nàng lấy cớ muốn chăm sóc đứa trẻ tự nhốt mình trong phòng từ khi liễu nhãn nói chuyện đêm đó nàng tránh mặt liễu nhãn và ngọc đoàn nhi chỉ thỉnh thoảng nói mấy câu với phương bình trai nàng vẫn như thường lệ đúng giờ làm ba bữa mỗi ngày nhưng ai cũng biết những ngày qua a à thùy không còn cô độc như trước có lẽ nàng vẫn luôn cô độc chỉ là ngay cả nàng cũng không nhận ra, thì ra nàng có thể cô độc một cách tự nhiên như vậy, hoàn toàn có thể giả vờ như trên đời chưa từng có mình, không nói chuyện với ai, một mình cùng phụng phụng lặng lẽ sống. Liễu nhãn nhốt mình trong dược phòng, gần một tháng không ra ngoài, mỗi ngày hắn đều làm ra một chén thuốc, để Ngọc Đoàn Nhi uống, Ngọc Đoàn Nhi mỗi ngày đều vui vẻ uống, uống xong lại tự mình đi chơi. Mọi thứ trông có vẻ rất bình tĩnh, phương bình trai học cổ đã hơi có lòng phải với sự thông minh tài trí của hắn lại tự tạo ra nhiều biến hóa đang chơi rất thú vị a à, thủy đóng cửa không gặp ai liễu nhãn vùi đầu giải độc cũng không thấy mặt ngọc đoàn nhi chạy loạn khắp núi hắn liền vui vẻ thanh tịnh tự do hướng về phía sơn cốc hò mấy câu hát gõ trông lớn mùi các loại thuốc tràn ngập trong mũi liễu nhãn nhìn các lọ thuốc trên bàn hắn luyện ra rất nhiều loại thuốc ức chế nhưng để thử nghiệm giải độc, trước hết phải để Ngọc Đoàn Nhi trúng độc. Muốn cho nàng ăn tinh quỷ cửu tâm hoàn sao, hắn tay trái cầm một con tiểu hồ ly, tay phải cầm viên thuốc, chậm chạp không nhét tinh quỷ cửu tâm hoàn vào miệng tiểu hồ ly. Mùa đông lông hồ ly đặc biệt dày, con tiểu hồ ly thân người ngắn, chân cũng ngắn, bụng tích chữ không ít mỡ, mắt linh hoạt. Liễu nhãn giữ chặt một lúc lâu, rồi buông tay thả hồ ly, nhìn đôi mắt của nó, luôn khiến hắn nghĩ đến một số người loài người muốn cứu mạng mình liền muốn dùng mạng hồ ly thử nghiệm con hồ ly này không làm gì sai nếu chết dưới tay mình chẳng phải rất đáng thương dù đối với hắn con hồ ly này đã sớm chết từ ngàn năm trước nhưng lúc này sống sờ sờ trong tay hắn cuối cùng không nỡ hạ thù tiểu hồ ly chạy nhanh như làn khói không quay đầu lại dù chỉ là một con súc vật cũng cảm nhận được bầu không khí ác ý sau này người thấy mùi người, chắc cũng không dám đến gần nữa. Hắn nhìn viên thuốc rất lâu, nhẹ nhàng bỏ vào chén thuốc hôm nay. Nếu là A Lệ, văn bản sẽ không quan tâm mạng sống của con hồ ly, nhưng hắn vẫn rất thích động vật nhỏ, từ nhỏ đã rất muốn nuôi một con chó, nhưng khi đó sống ở đường ra, hắn sợ con chó sẽ chết dưới tay A Lệ, nên từ đầu đến cuối không nuôi. Con hồ ly nhỏ kia rất giống một con chó nhỏ. Này, ăn cơm ngọc đoàn nhi cười tủm tìm từ cửa nhô đầu ra thời tiết thay đổi tốt hơn trên núi có măng tre ta đào hai cây a thủy làm cháo gà măng tre ăn ngon lắm nàng không mong đợi liễu nhãn sẽ trả lời nhìn thấy trên bàn có chén thuốc bưng lên và đưa vào miệng một tháng qua nàng đã uống quen liễu nhãn lạnh lùng nhìn nàng nàng cầm chén thuốc đưa vào miệng nhìn thấy ánh mắt của liễu nhãn ngẩn người dừng lại không uống sao vậy không thể uống sao nàng cảm thấy ánh mắt đó như nói. Nếu ngươi uống sẽ giết ngươi, rất hung ác. Liễu nhán vẫn không nói lời nào, nàng le lưỡi một cái với hắn, ngoan ngoãn buông chén xuống. Không phải chén này cũng không nói một tiếng, cứ chừng chừng, nếu ta không nhìn ngươi làm sao biết không cho uống nữa. Quái nhân, có độc. Hắn lạnh lùng nói, Ngọc Đoàn Nhi tươi cười rực rỡ. Ta biết rồi, mỗi chén đều có độc, dù hôm nay ngươi chuẩn bị tốt cũng có độc. Ngươi không sợ sao? hắn nhàn nhạt, nhạt hỏi có lúc sợ có lúc không nàng nói sao vậy ta đã nói sẽ cho ngươi thử thuốc sẽ không hối hận thật không sợ hắn lại hỏi nàng ngẩn người một lúc không trả lời hắn nhàn nhạt, nhạt nhìn nàng như nhìn thấu nàng từ hôm nay không cần uống nữa thuốc đã thử xong ngươi không cần sợ hãi mà chạy loạn khắp núi gây chuyện lung tung cả ngày ngươi không trúng độc còn có thể sống rất lâu ánh mắt nàng lập tức sáng lên thử xong rồi Vậy ngươi đã tìm ra chưa? Ta có hữu dụng không? Hữu dụng. Hắn thản nhiên nói. Ngươi rất hữu dụng. Ngọc Đoàn Nhi mừng rỡ, liền bế hắn từ trên ghế lên. Vậy thì tốt quá, ta không chết đâu. Đi mau, chúng ta đi ăn cháo gà măng tre. Để ta xuống. Hắn dãy rụa từ trong ngực nàng xuống đất. Ngươi đi trước, ta thu thập đồ đạc xong sẽ đi ngay. Ta sẽ bới cơm cho ngươi, ngươi nhanh lên một chút đến ăn nhé. Nàng nhảy nhót đi không cần đoán cũng biết nàng sẽ đem tin tốt này nói cho a thùy và phương bình trai tâm tư nàng rất dễ đoán thậm chí không cần đoán chỉ cần nhìn là thấy rõ ngay cả người như hắn vốn không nhìn người cũng có thể thấy rõ liễu nhãn khe khẽ thở dài bưng chén thuốc kia tự mình uống vào trên hảo vân sơn sáng trời đường lệ từ tỉnh dậy mới biết mình nằm trên đất cái ghế lật qua một bên hắn đứng lên nghĩ lại đêm qua ngã xuống đất ngủ, thật may không ai dám tùy tiện đến gần phòng hắn, cũng không ai phát hiện. Trong phòng không khí ẩm nồng đậm, khí lạnh mùa đông thấm vào xương, nằm trên đất một đêm, bụng mơ hồ cảm thấy một loạt đau đớn, hắn giơ tay xoa bụng, thai nhi vẫn còn. Nếu cái bướu sưng đã chiếm đoạt gần hết lòng của Phương Chu, vậy hắn thật sự không còn lại gì, hắn cũng không biết nên xử lý cái bướu sưng đó thế nào, nhưng vẫn không hối hận. Dù có chuyện xảy ra lần nữa, hắn vẫn sẽ chôn trái tim của Phương Chu vào trong bụng, chỉ có điều hắn sẽ bố trí trọng binh ở đường phủ, không để ai có cơ hội cướp đi quan tài băng. "Công tử." Ngoài cửa là giọng của Tử Vân. Mạnh đại hiệp mời công tử ra đại sảnh gặp, nói là Phong Lưu Điếm gửi tới một phong thư. Hắn đẩy cửa phòng ra, không khí nghèo mà sạch đập vào mặt. "Ừ." Hắn nhàn nhạt, nhạt đáp một tiếng, không nhìn Tử Vân, bước đi. Tử Vân nhìn bóng dáng hắn trên đất, nàng bây giờ biết cái gì gọi là làm xa cầu, nàng chỉ có thể nhìn bóng dáng đường lệ tư. Nếu nàng không cúi đầu nhìn bóng dáng hắn, ngay cả bóng dáng cũng không thấy được. Trong đại sảnh thiện phong đường, Mạnh Khinh Lôi cầm một phong thư, thành ôn bào ngồi một bên, sắc mặt phiền muộn, thấy hắn vừa đến gần liền đứng lên, Mạnh Khinh Lôi nói. Phong lưu điếm quỷ mẫu đan gửi thư, nói tuyết tuyến tử đang ở trong tay họ nếu muốn mạng sống của tuyết tuyến tử phải dùng một mạng người của trung nguyên kiếm hội để trao đổi ác độc gian kế thành ôn bào nghiến răng nói dùng phong thư này làm loạn lòng quân ta tin tức truyền ra ngoài trên hảo vân sơn lòng người bàng hoàng mọi người đều đang suy đoán kiếm hội muốn dùng mạng ai để đổi nếu không đổi người ngoài nói bạc nhược nếu thật sự đổi người ngoài còn nói trong mắt kiếm hội có người mạng đắt như hoàng kim có người không bằng heo chó Đường lệ từ khẽ mỉm cười, sự thật chẳng phải là như vậy sao? Thật sự có người thiên kim không đổi, có người không bằng heo chó. Thoáng ngừng một lát, hắn ôn hòa nói, "Chuyện đổi mạng ta sẽ cân nhắc, luôn có người thích hợp nhất. Ngoài sự kiện này, không biết có tin tức gì về đào cô nương không?" Thành Ôn bào kinh ngạc nhìn hắn, hồi lâu mới nói, "Ngươi hy vọng có tin tức của nàng? Ta chỉ cảm thấy hẳn là có tin tức." Hắn ôn nhu nói, đau bụng càng ngày càng nặng hắn khẽ xoa bụng ngồi xuống ghế hơi cau mày nàng không thể không trở lại mạnh khinh lôi cũng rất vui mừng nếu đào cô nương có thể bình yên trở lại tất nhiên là tốt hơn thành ôn bào cười lạnh một tiếng nàng có gì tốt đào cô nương thông minh võ công cũng không kém mạnh khinh lôi trầm ngâm nói huống chi trên núi có không ít anh hùng hào kiệt vốn là hướng về phía nàng tới nếu nàng có thể trở lại đó cũng là một sự ủng hộ lớn về tinh thần. Hắn nói kín đáo, thực ra không ít người trên hảo vân sơn hướng về Tây Phương Đào vì dung mạo xinh đẹp của nàng, lòng dũng cảm vượt xa đạo nghĩa. Phi, thành ôn bào quay đầu sang chỗ khác. Người thật không nghi ngờ chút nào. Mạnh khinh lôi ngạc nhiên nói. Hoài nghi gì? Thành ôn bào lạnh lùng nhìn mạnh khinh lôi sau lưng ghế thái sư, Tây Phương Đào ở kiếm hội lúc, thường ngồi trên ghế đó. Nàng ở kiếm hội, vậy mà người mặc quần áo đen thường xuyên xuất hiện, đến vô ảnh đi vô tung. Mai Hoa Sơn tấn công núi hôm đó, chỉ vân chết, nàng muốn ta đi phúng viếng, không thể xuất thủ tương trợ. Phổ Châu Phương Trượng vốn thân thiết với kiếm hội, từ khi đồng hành với nàng, người đảm nhiệm Phương Trượng sau liền không nghe không hỏi chuyện giang hồ đại sự. Thiệu Duyên Bình chết hôm đó, dù nàng không ở kiếm hội, nhưng sau chuyện này được lợi lớn nhất, chẳng lẽ không phải là nàng? Lệ nhân cư một nhóm, quỷ mẫu đan ý đồ bắt liễu nhãn để giữ thiên hạ anh hào ý đồ rất rõ ràng chính nàng không đi sai phái ta và đồng tiền bối đi là có ý gì ngươi thật sự từ đầu đến cuối cũng không nghi ngờ gì sao mạnh khinh lôi thất kinh ngươi nói là nàng nàng căn bản là nội ứng của phong lưu điếm thành ôn bào cười nhạt ngươi thật sự không biết hay cũng bị nàng mê hoặc giả vờ như không biết mạnh khinh lôi lấy lại bình tĩnh thất thanh nói nếu nàng thật là gian tế của phong lưu điếm, người đã đánh nàng xuống vách đá là ai? Chính là ngươi sao? Không phải ta. Thành ôn bào lạnh lùng nói. Là ta. Đường lệ từ ôn nhu nói, bưng chén trà trên bàn, cạn chén. Mạnh khinh lôi há hốc mồm nhìn đường lệ từ, thành ôn bào vẫn cười nhạt. Đường lệ từ ánh mắt bình tĩnh, chuyện lớn như vậy, hai người lại lừa gạt kín như bưng. Nhưng, nhưng, chuyện này nếu truyền ra ngoài, trên núi tình thế tất nhiên đại loạn không cần nói tấn công bồ đề cốc chỉ sợ kiếm hội tự thân cũng khó bảo toàn không sai đường lệ tư vẫn cười nàng đã lập được uy tín muốn trừ bỏ không phải chuyện dễ dàng không thể hành động thiếu suy nghĩ hắn lại uống một hớp trà cũng bởi vì nàng đã lập được uy tín nên không thể không trở lại mạnh khinh lôi cao mày kỳ lạ từ khi nàng té xuống vách núi đến nay thời gian đã không ngắn nếu có ý đồ khác tại sao không trở lại sớm hơn đường lệ từ lại cười hắn có nỗi khổ không thể về được nỗi khổ mạnh khinh lôi ngạc nhiên người biết nàng có nỗi khổ thành ôn bào cũng kinh ngạc thật ra tây phương đào rất khả nghi chuyện này hắn cũng chưa từng thảo luận thật với đường lệ từ mới vừa nhắc tới chỉ là tình cờ cũng không biết đường lệ từ lại hiểu rõ về nàng như vậy nàng là người đàn ông đường lệ từ ôn nhu nói già gái tướng mạo tuấn mỹ đàn ông Mạnh khinh lôi lại thất kinh. Ai nha? Kêu lên một tiếng, thành ôn bào cũng ngạc nhiên khiếp sợ. Mạnh khinh lôi không đoán được cô gái xinh đẹp cuối cùng lại là đàn ông giả trang. Thành ôn bào nhớ lại hôm đó ở phòng Tây Phương Đào. Đường lệ từ cùng nàng nhiệt liệt ôm hôn, cảm giác không nói ra được kỳ quái. Đường lệ từ đơn giản nói về ngọc không hầu hóa thân thành. Tây Phương Đào, cùng Tiết Đào và Chu Nhan bất hòa. Hắn bị Chu Nhan gây thương tích, một thời gian ngắn không thể trở lại nhưng hôm nay hào vân sơn thanh thế đã lớn nếu hắn không trở lại nữa chính là ngồi chờ chết thì ra là vậy thì ra là vậy mạnh khinh lôi lẩm bẩm nói trong lòng vẫn là một mảnh hỗn loạn hắn cuối cùng là đứng đầu phong lưu điếm thật khó tin ai hôm nay tuyết tuyến từ tiền bối rơi vào tay địch hắn lại đem trở lại bọn ta nên làm thế nào đường lệ từ lấy tay chạm chán, chuyện này không thể truyền ra ta vốn muốn trước khi hắn trở lại có thể bắt được giải dược của tinh quỷ cửu tâm hoàn xuất binh bồ đề cốc đáng tiếc hiện giờ xem ra không thể như nguyện giải dược của tinh quỷ cửu tâm hoàn mạnh khinh lôi há to miệng chẳng lẽ liễu nhãn liễu nhãn cũng ở trong tay ngươi ánh mắt đường lệ từ lướt qua mặt hắn cười nhạt ta không nói vậy sự khiếp sợ của mạnh khinh lôi tràn đầy bội phục hắn chưa bao giờ thấy một người có bản lĩnh như vậy thật có thể xoay truyền trời đất thao túng phong vân thành ôn bào sâu sắc hơn hắn chân mày sâu túc chuyện liễu nhán ở trong tay ngươi là chuyện rất quan trọng một khi tiết lộ ra ngoài e rằng sẽ đưa tới toàn bộ giang hồ định ý tuyệt không thể truyền ra ngoài mạnh khinh lôi gật đầu ta biết đường lệ từ uống xong ly trà chậm rãi đặt lại ly trà trên bàn ly vẫn còn cách mặt bàn một khoảng món tay hắn run run leng keng một tiếng ly rơi xuống đất vỡ nát Thành ôn bào cùng mạnh khinh lôi ngẩn ngơ, thấy hắn hơi nhíu mày, tay đè ở bụng. Sao vậy? Không, không gì. Đường lệ từ thấp giọng nói, tay phải đè bụng bịt miệng, nhẫn nại một lúc lâu, vẫn nôn ra trà vừa uống. Ho khan một cái, ho khan một cái. Nôn xong nước trà, hắn bình tĩnh lấy khăn lụa lau sạch, rồi đứng lên. Ta đi thay xiêm áo. Hắn không để lại cho thành ôn bào và mạnh khinh lôi cơ hội đặt câu hỏi, từ từ đi, Bước chân bình yên, thậm chí mang theo vài phần nhàn nhã. Thành Ôn bào thật sâu nhíu mày, vết thương cũ của Đường Lệ từ có vẻ trở nên nghiêm trọng, gần đây khí sắc của hắn cũng không bằng ngày xưa, đây cũng là một nguy cơ lớn. Mạnh Khinh lôi lại nói, "Đường công tử đã phái người tìm khắp nơi Kỳ Dương, Thần Hâm, Thủy Đa Bà và các danh y, căn cứ tin tức báo về, đã có tin tức về Thái y Kỳ Dương, có lẽ gần đây có thể đến Hảo Vân Sơn." Thành Ôn bào hơi thở phào nhẹ nhõm, nếu có tin tức về Kỳ Dương thì những người cùng hắn giao hảo như Bạch Phát, Cô Sả, Duật Tu không biết có tin tức gì không. Chuyện này chỉ sợ phải chờ Kỳ Dương đến mới biết được. Mạnh Khinh lôi thở dài, người ẩn lui mấy năm, phải tìm được tung tích của hắn thật vô cùng khó khăn. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn